trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với anh dược sĩ Phạm Khắc Kim ngồi bìa, anh Võ Nguyễn Duy Khôi ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận ngày hôm nay là ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn ở Quốc hội Cộng sản Việt Nam ngày thứ Tư 18 tháng 11. Trước đó một ngày thì ông đại biểu Trương Trọng Nghĩa của đơn vị Sài Gòn có đặt câu hỏi là nhận viện trợ hay vốn đầu tư ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Ông Thủ tướng Dũng đã không trả lời vào câu hỏi và trả lời vòng vòng trong một cái bài diễn trả lời rất là dài và rất là nhàm chán, không có gì mới. Trong cái vấn đề mà đối với Trung Quốc thì ông nêu ra 3 điểm, mà cái điểm quan trọng nhất là điểm số 1 và 2 điểm khác có vẻ có tính cách là phụ để làm cho nó nhẹ. Cái điểm thứ nhất giống như soda, nước đá để làm cho whisky, rồi whisky đừng có quá đậm thôi. Thì điểm thứ nhất là chúng ta, ông nói rằng chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả mọi lĩnh vực. Điểm thứ hai là đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia. Và điểm thứ ba là tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng thì dạo sau này thì ông những cái phát biểu cũng như những lời nói thì ông có đã thứ nhất là nghiêng về vấn đề mà làm việc chặt chẽ với Trung Quốc. Thứ hai là ông Tập Cận Bình khi qua thì qua cái sự tiếp xúc thì chúng ta thấy ông Tập Cận Bình mời chỉ duy nhất một mình ông Nguyễn Tấn Dũng trong tứ trụ để qua viếng Trung Quốc. Và trong cái vấn đề tiếp xúc thì thấy ông với ông Tập Cận Bình đã ôm ấp nhau rất là mặn nồng so với ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Trương Tấn Sang thì chỉ bắt tay thôi. Thì nhiều người thì cho rằng là ông ta bởi vì sắp sửa có đại hội 12 và ông ta muốn làm tổng bí thư đại hội, thành ra ông ta phải lấy lòng ở trong đảng, mà đảng đàn em của Trung Quốc và đảng đàn anh thì dĩ nhiên Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ, muốn những cái đảng viên bầu cho mình thì ông ta phải nghiêng về Trung Quốc. Thì dĩ nhiên là có nhiều người thì nói rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là đại diện cho cái phe thân Tây Phương và ông ta có nhiều người đặt hy vọng là ông ta nắm chính quyền, ông ta sẽ đi về cái phía thân Tây Phương và là Hoa Kỳ. Nhưng mà theo một số người khác thì nhận thấy rằng ông ta dù có tập trung quyền lực thì ông ta cũng đi dây thôi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và bởi vì Trung Quốc là một cái nước lớn và nước ở trong vùng và nước nằm sát Việt Nam thì có lẽ là vấn đề đi dây đó thì mặc dù có đi với Tây Phương nhưng mà chắc cũng không thoát khỏi là cái ảnh hưởng rất là nặng nề của Trung Quốc. Thì thưa anh Kim, thì bây giờ mới đây, tức là hôm thứ năm thì trong nước nó có một cái phong trào nó rầm rộ, bắt đầu nó đem cái chuyện ông Phạm Quý Ngọ, tức là ông Phạm Quý Ngọ tức là thứ trưởng của công an và đã bị chết vì vấn đề mà ông Dương Chí Dũng đã khai là có dính ông Phạm Quý Ngọ. Thì theo anh thì vừa rồi trong mấy ngày qua thì nó có cái phong trào làm sống lại cái chuyện mà ông Phạm Quý Ngọ, tức là muốn dựng lại cái chuyện mà tham nhũng của Vinalize và cái lời khai của ông Dương Chí Dũng. Nhưng mà nếu mà dựng ra chuyện này lại, bởi vì làm ồn ào, ngay cả cái chuyện con ông Phạm Quý Ngọ bây giờ được làm công an ở một cái tỉnh tương đối là coi như được trọng dụng, thì có dư luận nói rằng sở dĩ có cái chuyện làm này cũng những là phe phái đánh nhau. Nghĩ rằng là hiện giờ đừng nhắm vào ông Trần Đại Quang để đánh ông Trần Đại Quang, bởi vì ông Trần Đại Quang có thể là cái người gây nguy hiểm trong cái vấn đề tranh chấp quyền lực, mà có lẽ là gây nguy hiểm cho ai thì có thể là gây nguy hiểm cho Nguyễn Tấn Dũng. Bởi vì lời khai của Dương Chí Dũng thì có dính ông Trần Đại Quang vô đó, trong cái vấn đề nhận tiền hay là liên hệ tới Vinalize, hay là bà Trương Mỹ Lan là cái người đưa cả triệu đô la. Thì anh nghĩ rằng là
trong cái vấn đề tranh chấp quyền lực hiện nay trong nội bộ đảng nó cũng nó dứt khoát chưa, hay là nó vẫn là một cái sự mà giằng co rất là trầm trọng? Bây giờ thì nó chưa có hoàn toàn là ngã ngũ. Dạ. Đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy. Thật thì nếu nó ngã ngũ rồi đó, thì bây giờ chưa có, không có chuyện đánh nhau một cách khốc liệt như bây giờ. Ừ. Cho nên Nguyễn Tân Dũng cần phải cũng vẫn phải có một thời gian nữa để mà ổn định cái nội tình của ở trong trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà có thể ngoi lên được. Nhưng mà chúng ta thấy một điều này mà chúng mà tôi có nghĩa có tôi đã từng trình bày ra, tùy theo cái áp lực của quốc tế cũng như áp lực của những người Việt của chúng ta mạnh hay là yếu, mà lúc đó đó cái ông Nguyễn Tân Dũng ông sẽ ngả theo cái hướng nào đó. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy. Bây giờ nếu mà bình thường, giả dụ ông Nguyễn Tân Dũng là một người mà có lòng đối với đất nước ấy, thì cách trình bày trả lời của ông Nguyễn Tân Dũng về vấn đề những cái gọi là cái giai đoạn thực hiện ở Việt Nam ấy là đúng ở cái chỗ nào? Bởi vì đối với Trung Quốc ấy thì không thể nào mà căng ngay được với Trung Quốc, chống Trung Quốc, thì ông phải nói là hòa bình ổn định đối với Trung Quốc. Tiếp theo muốn hòa bình ổn định được ấy, thì khi hòa bình ổn định được rồi đó, thì ông mới có thể tăng cường cái bảo vệ chủ quyền. Và mua để tăng cường bảo vệ chủ quyền ấy, thì lúc đó, đó phải phát triển kinh tế để mua vũ khí, tất cả những cái đó, những cái tiến trình đó, đó nếu mà một người bình thường ấy, mà có lòng đất nước ấy, thì cái điều đó là đúng. Tuy nhiên ấy, để mà thực hiện được điều đó, đó thì đòi hỏi một con người phải đứng về phía quốc gia dân tộc, mà muốn đứng phía quốc gia dân tộc thì một người đã ngồi lên cái quyền lực rồi đó chỉ có thể thực hiện được nếu mà cái áp lực của người Việt của chúng ta ở hải ngoại cũng như tranh đấu ở trong nước và áp lực quốc tế càng ngày càng mạnh, thì lúc đó Nguyễn Tân Dũng mới có thể theo con đường đó. Còn nếu không có đó, nếu mà áp lực của chúng ta không mạnh, nếu mà quốc tế không mạnh, và nếu mà những người Việt ở trong nước không chứng tỏ là nếu mà chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại mà thất nhân ác đức như thế thì chúng tôi sẽ bão sẽ nổi lên, thì lúc đó đó những người đó sẽ có thể đứng ở phía Trung Quốc. Đó là tùy thuộc cái thái độ của chúng ta ở bên ngoài, ở bên trong nước và quốc tế. Cảm ơn Kim. Khôi nghĩ như thế nào khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông tuyên bố có vẻ là thân, là chân thành mà là cộng tác với Trung Quốc trên tất cả mọi lĩnh vực, thì cái bà Glaser ở CSIS thì nói rằng là Việt Nam là coi như gần như là chê Việt Nam, đó là Việt Nam là không dám như Phi Đức Tân để mà kiện Trung Quốc. Việt Nam là muốn cho Mỹ giúp mình để mà bảo vệ chủ quyền, mà trong khi đó Việt Nam chỉ lo về vấn đề kinh tế với Trung Quốc mà không có tự lo. Thì Khôi nghĩ rằng là với tình trạng này thì Việt Nam có đủ sức để bảo vệ chủ quyền, hay là cái Đảng Cộng sản vẫn là một cái trở ngại lớn trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chú. Thì nếu mà tình trạng này thì thật ra em thấy là nó đang đi nước đôi đấy chứ cũng không phải mà ngã hẳn về Trung Quốc hay là ngã hẳn về Hoa Kỳ. Vì khi đã nói hợp tác, giống như trình bày lúc đầu là đã nói hợp tác hết sức mình với Trung Quốc rồi, mà sau đó cũng ký một cái đối tác chiến lược với Phi Lục Tân. Thì nhưng mà Phi Lục Tân là gọi là sick man in Asia, tức là người bệnh ở Á Châu, thì có đối tác chiến lược thì cũng chẳng đáng kể gì. Dạ, yeah, thì khi ký cái đó chỉ là không phải là giống như là hợp tác mà giống như là tỏ ra bên ngoài là ý là ông Phi Lục Tân đi kiện á, tôi đối tác chắc tôi cũng sẽ kiện sau gì đó sau đó đó, nhưng mà không phải lúc này. Thì khi ký cái đó chứ không phải là vì chưa hẳn là vì gọi là kinh tế hay gì với Phi Lục Tân đâu thưa chú, mà đó là cũng là một cái đòn chính trị ở trong đó khi mà ký cái đối tác chiến lược ở trong đó. Thì mà lại thêm bài học ở Mã Lai Á gần đây nữa, thì muốn mà người dân mà bảo vệ được lãnh thổ hoặc là người dân được no ấm thì chỉ có một cái khả năng là phải có thêm nhiều đảng phái nữa.
thì như hoặc thì mới dân chủ lên được. Giống như mình thấy cái bài học từ Mã Lai và bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng trong cái kỳ bầu cử vừa rồi, mặc dù vẫn có nhân nhượng với cái phe cầm với phe quân đội cầm quyền, chứ không thể nào mà thẳng tay đẩy được, thì lúc đó là không được. Cảm ơn Khôi. Kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy là cái hội nghị APEC xảy ra ở Phi Luật Tân vào ngày 18 và 19 Tây thì không nói gì tới vấn đề Biển Đông cả. Và tình trạng của Việt Nam là hiện giờ đang sắp sửa cái đại hội 12. Chương trình của anh em chúng tôi tới đây cũng hết giờ, xin hẹn với quý vị vào chương trình của xin lỗi quý vị vào chương trình của tuần tới, và xin kính chào quý vị và xin tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.